Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong trận đấu hôm nay. Chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Một đường chuyền bóng dài. Tetti. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Cú sút rất tự tin. Chuyền bóng tốt. Không được. Rất tốt. Robinson. Rất bình tĩnh. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Chuyền vào trong. Dứt điểm. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Không được rồi. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Cơ hội. Có thể dứt điểm. Cơ hội không thể tốt hơn nhưng cầu thủ này đã bỏ lỡ. Lấy bóng rất đơn giản.
có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Một đường chuyền dài, Stankevicius. Tình huống phá bẫy biệt vị, chuyền vào trong. Các trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Một đường chuyền bóng dài. Thiago Silva. Chuyền vào. Phòng thủ rất tốt. Robinson. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Pha phối hợp không thành công. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Robinson. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Với tình huống phạm lỗi như thế này thì việc phải nhận một chiếc thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Chuyền bóng vào trong. Apriqueta. Đường chuyền dài mở cánh. Ai mà phạm lỗi. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng. Chuyền vào. Đường chuyền đã bị chặn lại. Robinson rất nhịp nhàng. Không được. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Đường chuyền lên rất thoáng. Tình huống làm thót tim các cổ động viên. Chuyền vào trong. Bàn phá rất quyết liệt. Chuyền vào trong. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trên tình huống vừa rồi. Chờ Epson không biết mệt mỏi. Samuel. Aymar. Stankevicius. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi. Và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Bóng đã được phát ra. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Thank you.
Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Anh sẽ làm gì đây? Tình huống đã phạt ở vị trí khá nguy hiểm. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Đường chọc khe. Không được rồi. Pha phản công. Đường chuyền chuẩn xác. Và đi bóng rất quyết tâm. Không được. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Raheem Sterling. Quyết định thay đổi người là hoàn toàn chính xác khi mà cầu thủ này đang cho thấy được sự quá tải. Pha cắt xuống rất nhanh. Thủ môn đã buộc phải đứng bóng lại vì trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Không được. Đường chọc khe. Giữ bóng rất tốt. Stanley Vicious. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Chuyền bóng vào trong. Quá đơn độc. Mất bóng rồi. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Không được. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Một nỗ lực tuyệt vời.
gọn gàng và chính xác. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Đó là một cú dứt điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Mặc dù cầu thủ này được vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh ấy đã chứng tỏ được phẩm chất sân bàn của mình khi đã có một pha dứt điểm rất hoàn hảo. Số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Với một thế trận cởi mở như thế này thì việc có nhiều bàn thắng là một điều dễ hiểu nếu các cầu thủ biết tận dụng tốt những cơ hội của mình. Tetti đưa cho Kê. Ryan Sterling. Sẽ có một quả ném biên. Với sự thay đổi người này, huấn luyện viên đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Một quả ném biên. Thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Phối hợp khá đơn giản. Chặn bóng rất tốt. Chuyền vào. Chọn vị trí rất tốt để chặn đường dẫn bóng. Nỗ lực chuyền bóng không thành công. Cơ hội cuối cùng để có thể ghi bàn. Dứt điểm. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cú sút không được như ý. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.